Chào mọi người, em tên là Hiếu, em đến từ quận 4, Sài Gòn. Thì em có ý muốn đi du học nước ngoài được vài năm nay rồi, nhưng mà đến bây giờ thì mới có cơ hội để thực hiện điều này. Và khi mà đến với New World thì trước đây em cũng không biết New World, nhưng mà có một người bạn giới thiệu thì em đến đây thử. Thì khi mà nói chuyện với chị tư vấn ở đây tên là Ngân, thì nghe chuyện này tư vấn rất là rõ ràng, rất là mạch lạc và có rất là có cảm tình, cho nên là em quyết định là tin tưởng ở New World. Và khi mà nghĩ đến đi du học là em nghĩ đến những cái mà em có thể học được bên nước ngoài, và một cái cơ hội để mà sinh sống và làm việc một cái nơi có cái sự phát triển cạnh tranh rất là cao, và hy vọng là trong tương lai thì em có thể mang những cái thứ đó về Việt Nam phát triển ở đây. Ưu điểm của nước Canada có lẽ là người dân ở đây rất là thân thiện, thậm chí là thân thiện hơn cả Úc nữa. Và cái đời sống của Canada thì nó tốt, nó ổn định hơn. Và cái chuyện an ninh của Canada thì hầu như là chưa có nghe là có khủng bố hay là có phân biệt chủng tộc. Còn cái khuyết điểm của Canada đối với em thì Canada nó lạnh hơn rất là nhiều. Tại vì Việt Nam là một nước rất là nóng, còn Canada thì mười mấy độ là coi như mát đó, thậm chí là 1-2 độ vẫn coi như là mát. Nói tới ngôi trường này á, thì em thấy qua YouTube được quay ở một cái nơi rất là đẹp. Cái trường này tên là Thompson Rivers University, thì nghe cái chữ Rivers thì nó có sông ở đây, và ngoài sông thì có đồi núi nữa, cho nên là cái cảnh từ thiên nhiên á, rất là đẹp. Em rất là thích cái cảnh đó. Và Thompson Rivers University có hầu như là đầy đủ các cơ sở hạ tầng để mà hỗ trợ sinh viên cho chuyện học và ăn ở luôn. Bản thân em xuất thân từ về mảng giáo dục, về giảng dạy tiếng Anh, cho nên là em vẫn đi theo mảng giảng dạy tiếng Anh đó. Em sẽ học tiếp về thạc sĩ giáo dục ở bên Thompson Rivers University. New World thì sẽ có hai người hướng dẫn, một người tư vấn, một người xử lý hồ sơ. Thì chị Ngọc là người xử lý hồ sơ của em. Chị Ngọc và chị Ngân đều tư vấn cho em cách khi qua đó như thế nào, nên mang theo những gì, ví dụ như là mua những cái áo giày, chứ những cái áo mà mình nghĩ ở đây là giày, nhưng mà bên đó khi mà mùa đông tới thì nó không có xuyên giày gì hết. Rồi những đồ ăn mang theo, và quan trọng hơn hết là khi mà đến sân bay thì mang những giấy tờ gì. Thì ở New World đã chuẩn bị rất là kỹ những cái giấy tờ đó, và bỏ vô một cái bao kiến luôn cho mình luôn, để mà mang theo riêng. Mình chỉ cần mang cái đó đi theo ra sân bay và xin cái study permit ở bên đó, rồi mình có thể vô trường học. Rất là hài lòng, em nghĩ là rất là hài lòng. Tại vì khi mà em chạy hồ sơ, tại vì em vừa đi làm vừa chạy hồ sơ thì nó khá là căng thẳng. Và mỗi lần mà hỏi tư vấn, hỏi New World là làm cái gì, những cái bước tiếp theo là làm cái gì, cần những hồ sơ gì, cần chứng hay là cái viết những cái gì á, thì ở đây tư vấn rất là tận tình và rất là nhẹ nhàng. Cái này nhẹ nhàng rất là quan trọng, vì khi đó là bạn rất là mình rất là khá là căng đó, do rất nhiều thứ mà không biết là bắt đầu cái nào với cái nào. Và vì cái nhẹ nhàng của cái chị tư vấn ở đây á, làm cho mình cũng bình tĩnh lại. Và mấy chị rất là kiên nhẫn, mặc dù mình hỏi đi hỏi lại rất là nhiều lần, nhưng mà
mấy chị cũng trả lời, đi trả lời lại một cách nhẹ nhàng. Nếu mà bạn muốn đi du học thì bạn hãy lên kế hoạch đi, bắt đầu kiếm trường rồi coi những cái thủ tục nào mình cần phải làm, và cố gắng thi IELTS. IELTS là một cơn ác mộng cho rất là nhiều người và cho cả bản thân mình nữa. Thì mong các bạn sẽ vượt qua được hết và thực hiện được ước mơ của mình. Nghĩ tới những cái hoạt động ở bên nước ngoài, những cái kiến thức mà mình học được, những cái người bạn mà mình quen được, cái network mình sẽ có được ở bên nước ngoài, thì và cái cơ hội để mà sinh sống hoặc là đi du lịch ở nhiều nước khác nữa ngoài châu Á, đó là rõ ràng một cái lợi khá là lớn để mà đi du học bên nước ngoài.